Ok, sẽ xây con có đọc thì là ni con mơ tới ngày ni con cho mình thay tiền đó chứ nói thế con mơ tới nó ta à thằng này này riêng ní thì dây bìa vậy là nâng sâu sùng đây chiếc sang lấy dạng đồng đẹp là nâng bằng tôi một tiếp cứ bộ phải chiếc mà ok chứ con mơ tới you need to an ancient ritual miền tỷ pì an an miền này thầm mùi chứ con chạm nè อันนี้ปราสําหรับดักปีมกเปียได้สรเสจับดําดําบงดอยสระหรือก็ซื้อสุ่มในจิตสระคนปราเอิญ ancient ดาโบราณเฟสติวัลพิธีบุญจึงมีในฐานะพิธีบุญดาโบราณมวย vocabulary เปียสับ and verb บรรจบ noun ที่บรรจบ Before the end of the lesson, the class had been told about Christmas. Chân cô mơ mùi mùi sân nè, before, môn pìl. The end, tí bình chọc, of robot. Lesson, sma nâng dù nít nè nè nè, mê riêng. The class, nà riêng, had been told. Trở bán, nì dây, about the umpy Christmas, born Christmas. Chúng con mới tiếng Anh là Before the end of the lesson, the class had been told about Christmas. Muốn biết, tí bình chọc nấy mì riêng. Thả riêng, mình nên ăn nơi khổng thả riêng nó cứ trái ba nì dây umpy, bị thi born Christmas. Evidence, noun, hoặc tàng. Rồi mới có thá ông nàng. There's the evidence that a festival had been held during this session. Decision, okay, this decision. Chứ còn mơ mùi mùi tiếng ổn á. There's cứ miền này thá việc bình bỏ con cứ there is miền chắc nó bình này cứ there is phải thăm miền miền tại mùi cột ta bỏ there cứ miền này còn ta miền pi làm tờ chìa plural nó bình này there's cứ there is miền tại mùi cột evidence khoa tàng that dial ớ mùi festival bị trí bốn had been held cứ trở bán ra rộp bị thị thư bị thị còn mơ này hả lý một bị vô bọn bỏ qua cứ hold H-O-L-D chẳng irregular verb nè hold tới chữ hell bán phư bị thị bán ra rộp bị thị during ông lòng phíl this nì season rồi đào cả chẳng rồi đào cả nì chẳng còn mơ thêm ó there's the evidence that a festival had been held during this season. Mean, hot time. Còn mới chúng nó đến bài thật đài là mean hot time, đài là vì thế bọn mùi trở bàn rà rụp ẩm lòng bếl rồi đời cả nì. Rồi mới có con bài bị chung một quên của bạn rồi đời cả nì mean hot time, đài là vì thế bọn mùi trở bán bà rộp nơi không ổng lòng bế là chân ổng lòng bế cứ ổng lòng bế rồi đào cả nì ok chân có mơ to một tiết nè harvest verb trốt cặt chỉ nào cá trốt cặt ok mình này thả cái phút sai chúng ta chân tờ rồi có đam đồng năng của bạn này nè nếu bên nó cứ sao tùng chẳng tới kia có phơ bị thì mỗi cứ kia nó khỉa cho cắt tầng đó hai xâm rạp đâm chìa bốt xâm đáy cứ kê bổ mô phò kê bé kê bổ mô phò vậy nè chứ có một khẳng lý vĩnh by the middle of winter much of the previous seasons harvest had already been up. Chúng con mơ mùi mùi sân á.
By mình thì đói rì cơ đại xa. Middle còn nào. Off rù bò. Rì cơ này. Winter. Rù đơ rù nghìa. Rì cơ rù đơ tôi chạy. Much. Tràn. Off này. Previous. Đại bì rù mùn. Season rù đơ cao. Harvest. Ca trột cạp. Chẳng mình thì thay rù đơ cao này ca trột cạp. Chẳng còn lại đi con bà chì positive case. Had already been up. Chúng con mơ này already đã rút chữ sạch tờ hỏi. Nếu bên này chẳng rút kia đào rút chữ sạch tờ hỏi. Chúng had already been up. Chúng bán rút chữ sạch tờ hỏi. Chúng con mơ này ngon. By the middle of winter, much of the previous seasons harvest had already been up. Đói tiếp cận đa nấy rồi đỡ tụi trẻ. Rồi đỡ cá nấy ca trột cặp bị bề muốn tràn. Cứ ra bán phư rút chế sách hỏi. Get smart and arrive. Chỉ vớt mê nê thá mốc đỏ. Chân con chàm nó get ní. Và ta chỉ phát xem cái got. Tên chữ past participle got, rí mùi có gotten. Chân get, got, or gotten. I arrive away nha. Arrive này tên chữ past tense kì con thang tật đi ra bà này. Tại sao con viên y hào chân con thang tật đi ra bà này. I past participle con thang tật đi tiết bà này nha. Chân arrive. When my family got home, hot drinks and cakes had been made by Miss My's dad. Chân công mơ tiếng ó. Mùi mùi sân của bạn này mùi mùi sân tới. When the bill died, My's family, cô xa rồi bỏ mày, got home, bán một đọc tiền. Hot drinks and cakes. Mình này thay nụm cake hay nên phê chạc đào đào. Had been met. Tao bán phư đói. Bái mê nê thật đói. Đói nô nà ghê. Cái đói. Lục ba rồi bó. Mày. Chân công bơ thầy ngó. When my family got home, hot drinks and cakes had been made by my dad. Nơ bên đàn. Cô xa rồi bó lục máy. Bán một đọc tiền. Nụm khách hai nương phê chạc đau có đỡ. Cứ trời bán thư đói. Ba rồi bó mày. Rứa có đói ở bốc rồi bó mày. Shock. Nón. Xong chừng. Chân cô mơ nó shock đấy. Cứ xong chừng mình tìm mùi tê chưa singular. Wake up. Work. Nhạc bì, mình đây là nhạc bì, bì kì. Trên còn lại này con ăn cho tới chỉ lì khinh vớt đó, con ăn thả wake up, wake up. Ok, trên con mơ nó xong rồi mình đi bì ní. Còn con đừng ổn thế nên đơn bì, bì thăm mấy mùi chùm nguồn. Nên, nơi bì ní con đừng mơ grammar ní. Trên grammar kì sắp ra ổng bì. Past perfect passive. Trên con nơi bì ní con đơn chùm nguồn bằng năng. Còn cô nâng tới, mơ là tập hợp một chờ tới, cô nâng nâng biết mấy là tiếp. Nâng vì có bản thân tiếp làm biết, part perfect passive bản thân tiếp nâng chờ. Nếu bị nâng chờ chú ý xin một câu nơi còn lại nâng. Ok, thank you, smile world. Bye bye, lucky and successful together.